chụp mặt anh giống chứ không xin chụp giống vô vì là đời mà nó ấp lên cái gì không chết chết xong giống như bị đời 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 người thôi. Mua mỗi hai mua một mỗi hai có bị gì không không biết mà mua ba như vậy một bộ mua ba là có bị sốt gì thì chỉ trong sốt thôi sốt rồi sốt gì sợ là mua ba sốt không chích phê chích vừa sướng vừa phê nhờ có bị tay 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 cảm giác tay 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 không bị dính rồi mới dính chưa mới dính hai mũi à hai mũi nhưng mà bị dính rồi không biết cảm giác như thế nào thì mũi hai thấy bình thường thôi nó hơi tê tay thôi mình nói lại đi nó hỏi tao làm gì không ý là cảm giác của anh sau khi tìm mua ba ấy phê phê tê tê chưa chết xong mà hay buồn ngủ hay gì thôi gọi anh đây hay là anh quen lý gọi đi động gọi động gọi á còn chưa đi chết rồi chưa không mà giác phờ cái đời lòng cái gì lòng biết tự động Nguyễn Phú Trọng chưa chưa đi đúc chưa đi chết không mà giác cái đời phường chết em chết cái dễ gì không đời cho đi chết mà mua ba cho biết là có xin nhiều mà Pfizer hả Pfizer mua ba nó cho mình biết là có xin luôn và cái Pfizer là ngon rồi kết hợp được không cái hợp cổ loại cổ quanh được không cổ quanh thì anh ra là nghe mua ba bây giờ quá hợp luôn rồi khỏe rồi giờ sáu tháng trước tiếp mẹ sợ sao mà đợi mẹ 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 chết loài chán quá thôi đừng chết ai 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 ép mày đi chết đâu mà nó thôi giờ chán quá không chết nó mày đi chết thì không chết nhưng mà mày lấy quay lại của mình quay lại công dân mà này rồi chết thôi mình không chết sao được đâu cái đang nghĩa vụ công dân của mình quay lại công dân của mình mà có nghĩa vụ quyền lợi nhưng mày có quyền không chết hoặc là đi chết đơn giản vậy không chứ mày đừng có thắc mắc rồi tại sao đi chết rồi không chết rồi đi chết rồi không chết đi không chết rồi đi chết cái đó đi tiên, mà không hết đúng rồi. Cái đó tiên con người mình có quyền ví dụ chết hay không không chết thì nó tốt cho mình thôi không sao hôm nay mấy view của mày sao rồi không mà chích này không bổ đầu bổ đuôi thôi nhiều khi chích vô kháng thải mặt của mày sao rồi sao cái lượt view của mày sao rồi nhiều không mấy 2000 mấy 2450 mấy tổng rồi tổng rồi không cái lượt mà nó ký view dạo này ít mà view dạo này ít nhưng mà cái người đăng ký thì tăng vậy chất lượng mày cần chất lượng hay mày cần số lượng sao mày cần chất lượng hay mày cần số lượng thì chất lượng mới có kiếm được tiền còn số lượng thì đâu có tiền đâu số lượng mới kiếm được tiền mày nói gì kỳ vậy view tăng thì nó mới phát tiền cho mày nhiều không cái người đăng ký tăng thì đâu có tiền thêm đâu số người đăng ký tăng mày không được tiền nha à. View tăng mày được tiền nha bớt giỡn thì mày lo đấy nha mà thì số người đăng ký tăng nhưng mà một ngày nào đó mình view mình chương trình mình hay thì người ta có nhiều thì sẽ có tiền đăng ký thì không được tiền chứ đâu mà nhưng mà được view là mà được những cái người đó là dạng như những người tiềm năng người tiềm năng người ta lưu lại để đó ta coi cái mày nói đâu đăng ký được tiền mà view không được tiền thì đâu má mày hiểu mấy mối gì YouTube mẹ đó rồi đâu mẹ không đăng ký là dạng như tiềm năng thôi dạng như tiềm năng nó dạng như những người coi tiềm năng là ví dụ như ta để đó lưu lại xem xét sau ví dụ như sau này có cái
chương trình gì hay lắm, người ta coi thấy được. Surprise là hai mấy rồi? Tên sẽ coi nhiều. Surprise hai mấy rồi? Sắp 2450 mấy rồi. Không, chứ mà em nói nhiều thằng. Nhiều thằng mà muốn, muốn lắm mà đâu có làm được. Muốn mà cái lượt đăng ký nhiều mà không được. Đó, view view nhiều lắm nhưng mà cái người đăng ký thì không có được gì. View cưỡng ép như tao bị mày cưỡng ép như cưỡng hiếp như bị mày cưỡng hiếp tao á là mình có tính đâu không? Dạ. Lúc mà quay tao xong mày cưỡng hiếp tao mình bắt tao view như like subscribe nữa cưỡng hiếp á. À. View nhiều view mà dạng qua cái gì? View cưỡng hiếp. View cưỡng hiếp như like subscribe cưỡng hiếp. À cái đó ít à, hiếp ít lắm. Đa số rồi tao tự tao coi tao ký à. Không bị không ai bị hiếp dâm mà có nhưng mà ít lắm đa số bạn bè do anh em bạn bè hay là người thân người kia thì đăng ký với mình nhưng mà nó tiếng một tỷ lệ rất là nhỏ chỉ mới người đăng ký của mình nhưng mà mày hiếp dâm tao có đâu không hỏi mày đăng ký xong mày tự subscribe cho tao luôn mà mày hiếp dâm tao với lại gì à đăng ký thì bạn bè đăng ký dùm cho nhau bình thường mà dùm cho nhau thôi đúng rồi cần dùm tao xóa liền dần sao cái gì sao hả chặn số luôn dùm gì nữa sao rồi này chết xong rồi chỉ về nghỉ ngơi hay là có tính ra bào vậy là mình chết rồi cái hút năng lực của người mình rồi bào sung được chứ đâu giống như là mình yên tâm hả rồi yên tâm được được bảo vệ là ngon mình xong sức khỏe mình xong mà mình bào chứ có không phải đúng rồi. Làm cái gì bác sĩ rồi mày đi làm cái gì quảng cáo đi ủa mày làm cái gì shipper như phí gì không không ý là bây giờ mình bào là coi như là mình có sự yên tâm rồi yên tâm là cái sức khỏe mình cũng sung lên rồi bây giờ là mình ra sẵn ra chạy luôn kiếm tiền luôn xong rồi đó tao mua hàng miễn phí không mày định đâu mua 3-4 món miễn phí Lazada nó cho tao tiền quá chừng luôn Lazada khuyến mãi nhiều mà nó cho tiền nhiều lắm đang đánh mạnh cái khúc mà đang ngay cạnh tranh mạnh Shopee á đang đánh mạnh cho tiền khổ quá chừng luôn xài không sể 400 mấy ngàn rồi 400 mấy ngàn bây giờ mấy ngày trừ vô tiền quà ôi tiền hàng luôn hả thì dĩ nhiên là phải trừ vô tiền hàng cho chứ E-voucher. Anh tải bằng voucher điện tử. Khuyến mãi điện tử. Cái voucher nó khác với promotion. Promotion gọi là chương trình. Còn cái voucher là một cái vé, là một cái chương trình khuyến mãi nhỏ. Không, nhưng mà ý